Xin chào các em, thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục cái bài sử dụng biến trong chương trình. Thì để sử dụng biến trong chương trình thì chúng ta cần phải nắm vững cái này là khái niệm biến là gì. Thì biến trong lập trình Pascal thì biến là một cái tên của nguồn nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu, và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Và khái niệm thứ hai đó là dữ liệu do biến lưu trữ được gọi là giá trị của biến. Thì nó giống như chương trình máy tính ở lớp 7 mình đã học thôi. Ví dụ như thay vì biến thì cũng có thể có ôm em này, em tương tự như V2 này, chính là biến gì đó ha. Thì biến gì được lưu trữ trong ô này được gọi là giá trị của cái ô này, nhưng mà trong lập trình thì nó gọi là giá trị biến, ví dụ như là 5 đây, thì 5 này chính là giá trị của biến, và 5 này được nằm trong cái ô V2 này, thì cái ô V2 này chính gọi là cái giá trị, nó được gọi là biến đó. Anh hiểu nôm na nha. Và chúng ta cần nắm cái này, xác được cái khái niệm bên này ha. Cái nắm khái niệm này quan trọng này. Chúng ta nắm hai khái niệm này. Đúng rồi. Tôi muốn xác cho em một cái này nha. Rồi, nó nói là ta sử dụng là ra lại ít đi. Ta sử dụng một lần ra lại ít đi. Và trong đó là ít là 15 và y bằng 5. Thì khi mà chúng ta chạy chương trình đó thì nó kết quả nó sẽ thì là 20. Hiện thì là 20. Chứ không phải là hiện thì là ít cộng như chúng ta như trong phần ra lại này ha. Tại vì là ít được luôn là 5 và sorry, ít được luôn 15 và y luôn là 5. Thì nó sẽ thể kết quả của phép tính này. Khi mà ra lại thì nó hiện thì kết quả của phép tính của em. Rồi cái khai báo thì nên nhớ là cái cú pháp này, lưu ý riêng cái cú pháp này rất là quan trọng. Qua tên biến và hai chấm bằng dữ liệu của biến, thì qua này được gọi là từ khóa, còn cái kiểu dữ liệu này là do chúng ta loại trừ dữ liệu của các bạn mà thầy chúng ta nghĩ đó. Thì tên biến thì do người lập trình đặt, và chúng ta đặt theo tuân thủ theo cái quy tắc đặt tên trong trong bất cảnh gồm 5 cái quy tắc, các em nhớ 5 quy tắc đó ha. Rồi kiểu dữ liệu thì trong bất cảnh có 5 kiểu dữ liệu cơ bản thôi. Ngoài ra còn nhiều kiểu dữ liệu khác mà chúng ta cần nắm là 5 kiểu dữ liệu cơ bản này rồi. Tùy theo mỗi lập trình thì cú pháp khai báo biến có thể là khác nhau. Ví dụ như nó có cách khai báo biến như thế này, qua mn, và mn thì khai báo kiểu số nguyên và integer. S là khai báo kiểu diện tích, S là diện tích là khai báo kiểu real số thật nha. Còn thông báo và tên được khai báo ở trên là kiểu sau ký tự. Và trong đây thì qua này được gọi là từ khóa. Rồi sử dụng biến trong chương trình. Để sử dụng biến trong chương trình thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ gắn với chữ biến và tính toán các biến. Thì trong Pascal thì chúng ta có cái dấu hai chấm bằng này được gọi là phép gán. Phép gán. Ví dụ như các em để gán 12 này vào ít thì chúng ta 12 2 x 2 chấm bằng 12 thì ta hiểu với nghĩa là 12 được gán vào giá trị x. X 2 chấm bằng y này thì giá trị đã được lưu trong biến y. Và vào x có nghĩa là y bằng bao nhiêu đó, thì sau khi thực hiện xong thì cái giá trị của y đã được gán vào biến y. Một hồi thì sẽ minh họa bằng cái chương trình chúng ta sẽ hiểu hơn. Và thầy sẽ minh họa bằng một chương trình bất cảnh như sau. Ví dụ như thì biến tình in ra cái diện tích và có hình chữ nhật thì sẽ cần ba biến như sau. Đầu tiên là hai biến chiều dài và chiều rộng, và biến hết này là diện tích. Câu lệnh này thì in ra cái dòng chữ này để cho người dùng biết là sẽ nhập chiều dài và chiều rộng vào cái chương trình thôi. Và sau khi nhập vào chiều dài và chiều rộng thì chiều dài được đúng vào biến ngang và chiều rộng được đúng vào biến b. Sau đó thì gắn cái biểu thức này ở hai chấm bằng a nhân b, và cuối cùng thì sẽ in ra cái diện tích của chữ nhật này, và thầy sẽ chạy chương trình đến sau. Rồi sau đó ví dụ thầy nhập chương trình là chiều dài thì cho là 3, chiều rộng thì cho là 4 cái anh ta, diện tích hình chữ nhật sẽ là 12. Đơn giản nha. Câu lần hai cái dòng chữ này là của câu lần hai, còn viết lại 3, 4 mình là của câu lần viết lại. Khi chúng ta nhập xong thì từ thức này là chương trình Pascal nó sẽ tính và lưu vào miếng ớt cho chúng ta, và nhiệm vụ còn lại chúng ta sẽ in ra cái diện tích hình chữ nhật.
Thì nói rồi, chương trình bất khả nó sẽ gồm có hai phần, phần thân và phần khai báo. Phần nằm trong cái đoạn begin end này thì gọi là phần phần thân. Còn từ begin này chết lên trên nha. Từ begin chết lên trên được gọi là phần phần khai báo. À, thì chương trình này cách ra sẽ diễn biến thì em cần lưu ý cho các em ở chỗ như rồi. À, chúng ta nhớ nha. Và là từ số là tâm biến hay chấm và chuyển nghiệp của biến. Là cách sử dụng thì chúng ta thông qua phần viết lại này. Tôi sẽ dùng lần viết lại. Nhớ tên này phải giống nhau nha, nó không phân biệt chuyển hoa chứ chúng ta miễn giống nhau là được, và hệ thống chúng ta miễn thôi, và dấu hay chấm bằng được này được gọi là tập gán. Xin chào các em, hẹn gặp các bạn video tiếp.